Chào mừng quý vị đến với Talk Show. Talk trong nói chuyện, tâm tình, show trong tâm hồn. Một cái show để trò chuyện và hỏi quý vị khách mời của chúng ta những suy nghĩ của họ về cuộc sống. Và hôm nay Talk Show rất là hân hạnh được chào đón một người phụ nữ đã luôn đẹp, luôn nổi tiếng và luôn thành công trong suốt hơn 20 năm qua, Hồ Ngọc Hà. Xin chào anh Bình. Mình sẽ hỏi Hà câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi này thật ra là của Trấn Thành đó. Hả? Ừ, câu hỏi là tại sao Hà đẹp hoài vậy? Cái việc đẹp nó có vất vả không? Trấn Thành hỏi khi nào nhỉ? Sẽ tùy vào suy nghĩ của mỗi người. Nếu có những người mà họ luôn nghĩ mọi thứ nó quá vất vả để có thể đạt được thì đúng là vất vả thật. Nhưng mà đối với Hà thì luôn nghĩ một cách rất bình thường, đó chính là cố gắng giữ cho mình được một cái nguồn năng lượng tốt. Và để giữ được một cái nguồn năng lượng tốt thì mình chỉ cần duy trì thôi, chứ không cần phải cố giữ nó làm gì cả. Ví dụ như mình duy trì một cái cuộc sống lành mạnh, ăn uống lành mạnh, tập luyện đều đặn, và lúc nào cũng tiếp nạp cho mình những luồng thông tin tốt, thì Hà nghĩ từ đấy mình sẽ có được một cái sự tươi sáng và ổn định cho cái vẻ ngoài của mình. Nghe nói thì rất là đơn giản, nhưng mà thật ra cái việc, ngay cả cái việc ăn uống lành mạnh thôi, phân tích nó chắc không phải cả ngày rồi, bởi vì con người ta thường sẽ ăn những thứ không được lành mạnh lắm thì nó mới ngon. Và lâu lâu Hà cũng có ăn, nhưng mà mình cũng biết gọi là điểm dừng ấy, không có bị sa đà vào nó. Và cả tiếp nạp những thông tin, đúng không? Nạp những thông tin tích cực, nói chuyện với những người tích cực, ngay cả chuyện đó cũng khó luôn. Bởi vì bản thân mình cũng rất thích khẩu nghiệp mà. Đúng không? Nói xấu thường vui hơn là nói tốt. Đúng. Thì cái buổi nói chuyện ngày hôm nay đã bị delay vài ngày bởi vì Hà bị đúng ốm rồi, đúng không? Dạ. Thì cái câu hỏi này nó nghe rất là vô duyên nè. Một cái người nổi tiếng khi mình ốm á, nó có khác người thường không? Khác. À. Vì mình sẽ được các bác sĩ gọi là ưu ái hơn cho cái lịch khám. Tuy nhiên để trải qua cái cơn bệnh thì cũng chắc cũng như nhau cả. Vì chắc năm nay không biết là như thế nào, tam tai hay gì mà gặp suốt. Khi thì bị khàn tiếng không nói được, khi thì bị sốt không đi ra khỏi nhà được, khi thì nằm ly bì không có bước ra khỏi giường được. Và nó cứ bị gặp lặp đi lặp lại, mà trong khi trước giờ trộm vía không bao giờ Hà bị gì hết trơn. Rất là khỏe. Hà là cái người mà chắc là mang cái biệt danh, nhiều cái biệt danh nữ hoàng nhất, đúng không? Nữ hoàng giải trí nè, nữ hoàng quảng cáo, rồi nữ hoàng thị phi nữa. Chút xúc 20 mấy năm qua mình phải đeo một cái vương miện vô hình của người ta đội lên đầu mình, đúng không? Thà mình đi thi hoa hậu người ta đội thì không nói, nó là một cái vật lý mình không nói. Đây là một cái thứ vương miện nó rất là vô hình. Có nặng không? 20 mấy năm rồi. Tôi lại phải trả lời là nặng hay không lại do suy nghĩ của mỗi người. Bởi vì cái đó thì mọi người có những cái danh hiệu mọi người ưu ái gọi cho. Có những danh hiệu mình vô tình bị mọi người gọi cho. Có những danh hiệu cũng hơi một chút oan ức bị gọi cho. Nhưng mà cuối cùng khi mà nhìn lại thì nó thật nhá. Hà biết ơn hết tất cả mọi thứ. Vì sao? Vì nếu không có cái chức danh nữ hoàng giải trí đấy thì Hà lại không luôn luôn cố gắng trong cái sự nghiệp của mình để luôn luôn làm mới cái hình ảnh của mình. Bởi vì nó cứ phải áp lực như vậy thì nó mới dồn Hà đến ở một cái đỉnh điểm là mình phải luôn cố gắng. Còn nếu như không có những thị phi, không có những cái lời bàn tán ra vào thì mình lại không có được cái sự khiêm tốn, hoặc là mình sẽ không biết là mình có cái sức mạnh ở bên trong là như thế nào. Thành ra cứ sau mỗi lần mà trải qua mọi chuyện, bây giờ khi mà mình trưởng thành hơn, mình nhìn lại, mình biết ơn hết mọi thứ. Vì mọi thứ nó làm cho cái cuộc sống của mình nó hay lắm, nó nhiều màu sắc, nó đa dạng, và mình cũng trải qua được rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Trước đây khi mình trẻ thì mình thấy đúng là nó áp lực và nó khá nặng. Nhưng khi ngày càng trưởng thành thì mình cảm thấy là mình rất là thú vị với cuộc sống của mình. Và thật ra là mình thấy là cuộc đời này rất là thú vị vì nó rất là nhiều màu sắc, đúng không? Nó phải xảy ra những cái điều đó. Vậy thì bạn vượt qua được nó như thế nào, bạn mới phải chứng minh được cái bản lĩnh của mình. Hà có xem đá banh không ta? Có Hà chứ. Hà biết Ronaldo mà, đúng không? Cristiano Ronaldo, đúng không? Thì mọi người nhìn vô Ronaldo thì mọi người nói là ước gì được được giống như Ronaldo, vì rất là đẹp trai, rất là giàu, đá bóng hay, nổi tiếng, cái gì cũng có. Thì có một lần Ronaldo trả lời phỏng vấn á, Ronaldo nói là
mấy bạn thử sống một ngày như tôi đi thì có khi mấy bạn trầm cảm, không ước nữa, tự tử mà chết. Bởi vì một ngày phải gặp bụng 3.000 cái, ví dụ như vậy. Muốn dẫn con đi ra công viên chơi thôi, để cho nó chơi đùa với mấy bạn khác, cũng không thể làm được. Muốn đi ăn một cái bữa ăn riêng tư với bạn gái, cũng không thể làm được. Lúc nào cũng phải là vệ sĩ trước, vệ sĩ sau, rồi phải bao nguyên một cái nhà hàng, kiểu như vậy. Lâu lâu muốn buồn, muốn đăng một cái status rồi trầm cảm tâm trạng, cũng không làm được, bởi vì bộ phận truyền thông sẽ tru tréo anh ơi tại sao anh làm như thế. Thì nhìn Ngọc, Hồ Ngọc Hà đẹp như thế này, tài năng như thế này, người ta sẽ không biết rằng để có được cái vị trí này, và đặc biệt là để duy trì được vị trí này, nó khó biết là bao nhiêu. Nó cần phải nỗ lực. Cái khó đôi khi có thể giải quyết được, nhưng mà để duy trì nỗ lực á thì Hà nghĩ không nhiều. Giống như có rất là nhiều người, ai mà chả ao ước mình nhìn có một cái vóc dáng dễ nhìn, rồi ăn uống thế này, thử 1-2 ngày thôi, nhưng mà 1-2 tháng là thua, cũng gì là 1-2 năm hoặc là nhiều hơn. Thực ra Hà rất là thấu hiểu cái câu chuyện của anh Ronaldo đã chia sẻ, nhưng đó là ở phương Tây, cái gọi là toàn thế giới theo dõi, còn mình ở Việt Nam không thôi. Thực ra mà nói, khán giả ở Việt Nam là rất hiền và dễ thương. Đến cuối cùng thì Hà thấy là chỉ có các bạn sinh viên là kiểu như là cuồng thôi, bởi vì lâu lâu thì các bạn mới được gọi là nhìn và gặp nghệ sĩ, thì và tuổi trẻ nữa thì các bạn rất là máu. Nhưng mà với bản thân của Hà ấy, thì Hà nghĩ là mình cứ cho mọi chuyện đôi khi nó hơi bình thường một chút thì mình sẽ có được một cuộc sống bình thường. Hà vẫn mỗi chiều đưa con ra công viên như bao gia đình khác, và khi họ gặp Hà ở ngoài công viên nhiều rồi thì Hà cũng sợ họ sẽ cảm thấy bình thường. Vì cứ lâu lâu mình mới xuất hiện, hoặc là mình cứ bầu đoàn thê tử thì kiểu gì mình cũng gây sự chú ý. Còn đây mình mặc đồ bình thường và cho con đi chơi một cách mình, tất nhiên là cũng sẽ có người lại hỏi xin chụp hình nhé, nhưng nó không ở cái mức độ mà quá khó chịu. Mình cảm thấy vẫn thoải mái với cái chuyện đó. Hoặc có thể Hà cũng là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi mà Hà tách biệt được giữa sân khấu và cuộc sống bình thường, bởi vì Hà không có mang một Hồ Ngọc Hà ra ngoài cuộc sống, rằng là đi đâu cũng phải có rất nhiều người, đi đâu cũng phải rất là ăn diện, đi đâu cũng phải nổi bật. Mà Hà đi ra ngoài, Hà giải quyết công việc Hà rất bình thường. Tất nhiên là Hà không có ngồi cà phê, Hà không có la cà giống như mọi, bởi vì cái đấy là sở thích của Hà, Hà không có thích như thế thôi. Chứ còn khi mà một khi Hà đã đi ra ngoài, ví dụ tới trường đón con đi học, Hà cũng hoàn toàn bình thường. Nên Hà thấy xung quanh cuộc sống của mình rất hạnh phúc, bình thường, không vấn đề gì cả, không bị làm phiền nhiều. Trước đây có thể, trước đây nhé, một bài học mà Hà cũng chứng minh đó là Hà giấu Subel quá, bởi vì Hà không muốn phiền. Thì cái càng giấu, mọi người càng tò mò. Đi đâu cũng bị chụp ảnh phiền, mà người ta càng chụp ảnh phiền thì mình lại phải càng tới năn nỉ người ta xóa đi. Thế sau này thì Hà mới nói, vậy chỉ cho nó mệt, mệt quá, công khai luôn cho khỏi ai tò mò nữa. Và rõ ràng khi mà công khai, hoặc là hai đứa con sau này của Hà công khai, thì không có bị phiền phức bởi mấy những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy. Hồi nãy Hà nói về những đứa con, đúng không? Thì có lẽ là với một người phụ nữ, không có điều gì thay đổi họ lớn lao hơn là chuyện họ sinh con. Bởi vì đó là một trải nghiệm có thể nói là chết đi sống lại, tái sinh lại. Thì những cái lần vượt cạn đó, nó đã thay đổi Hà như thế nào, lần thứ nhất lẫn lần thứ hai? Lần thứ nhất là không sợ trời đất gì hết. Lần thứ hai thì sợ chết. Vì thứ nhất là đấy, Hà cũng là một trong những con người đặc biệt, đó chính là cảm nhận được cả sinh một mà cảm nhận được cả sinh đôi. Nếu đẻ lần thứ ba nữa chắc sinh ba nữa chắc cũng chết. Thì cái gì mình cũng trải qua được, nên là mình cảm thấy là sinh đôi nó quá là khủng khiếp, cho nên các mẹ mà sinh một hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Và nó nặng nề và nó khổ lắm. Trải qua cái giai đoạn mà mang bầu sinh đôi ấy, là phải công nhận là bây giờ nghĩ lại không hiểu tại sao mình có thể vượt qua được. Nhưng mà bây giờ ngồi nghĩ lại, của 12 năm trước mà đẻ em Subel ra, thì tại sao mình lại có thể lúc đấy dũng cảm để quyết định sinh em bé sớm như thế. Nghĩa là Hà hay đặt câu hỏi về cái quá khứ của mình, tại sao mình làm những việc đó việc kia,
Cái sau đấy mình sẽ tự trả lời được là cái định mệnh, số mệnh, số phận, hoặc là tất cả những cái câu chuyện nó đến với mình nó đều có một cái duyên, và mình phải giải quyết từng cái giai đoạn như thế. Bây giờ khi mà Hà nhìn lại các bạn gái mà 25 tuổi, Hà nói trời ơi, sao trẻ dữ gì mà ngày xưa mình đã có con rồi. Và nhưng mà nó cũng thú vị vì may mắn là Hà là người không có ham đi chơi ở ngoài, Hà chỉ thích ở trong gia đình thôi, nên là Hà có được những đứa con sớm, đôi khi nó cũng là một cách hay để Hà cân bằng cuộc sống. Hà không có bị chơi vơi, Hà không có cảm thấy ganh đua bất kỳ ai hết á, bởi vì Hà có cuộc sống của riêng Hà. Cái này Hà nói rất thật. Ví dụ như khi bạn một mình á, bạn cứ phải bám víu lấy cái danh vọng, bạn cứ phải lên sân khấu hoặc đi về, bạn vẫn cứ nghĩ về cái chuyện là làm sao để bạn được nổi tiếng mãi. Nhưng khi bạn có một cái gia đình riêng rồi, nó có hàng triệu thứ để giải quyết và để làm, và cái cảm xúc nó vui mỗi ngày với những đứa trẻ ấy, nó làm cho mình cân bằng được và mình không có bị cô đơn, mình cũng không có bị gọi là depressed giống như các bạn nghệ sĩ hoặc ở Hàn Quốc. Các bạn có thể thấy là cái thành công vang dội hay tiền bạc mang lại rất nhiều thứ, tuy nhiên cái gọi là cái gì trầm cảm là cái thứ không vượt qua được, thì Hà không có bị cái điều đó. Cũng không bị cám dỗ bởi ăn chơi hay bất kỳ một cái gì cả. Đó là lý do vì sao Hà cân bằng được. Nên là trải qua những nghĩ tới những cái lần mà sinh tử để mà sinh con á, thì Hà thấy đúng là kinh khủng thật, nhưng mà cái gì rồi nó cũng sẽ qua, vượt qua được hết. Nhưng á, sau khi trong phim ảnh á, hay là trong tiểu thuyết á, khi mà một nhân vật đối diện với cái khoảnh khắc sinh tử đó, Hà nói là sinh đôi có cảm giác là có thể giống như chết đi sống lại vậy đó. Thì khi mà mình trải qua cái cảm giác chết đi sống lại á, mình không còn là con người cũ nữa. Vậy thì cái hồn Ngọc Hà cũ và cái hồn Hà mới này nó khác nhau chỗ nào? Cái cũ là không sợ trời đất gì. Còn cái mới á, là có một chút sợ. Sợ vì không phải sợ cho bản thân, mà sợ mình sẽ không tròn được trách nhiệm cho tất cả các con của mình hoặc người thân của mình. Ví dụ trước đây mà đi máy bay mà rung lắc một chút ấy, chả sợ gì cả, vẫn ngủ ngon. Nhưng bây giờ mà máy bay hơi rung lắc là có cảm giác sợ. Thì là một Ngọc Hà rất khác rồi đấy. Hiện nay Hà có phải là một người phụ nữ hạnh phúc không? Hà nghĩ là Hà rất hạnh phúc. Hà rất hạnh phúc nên là cô đơn trên sofa nó chỉ là cái phát tiết lãng mạn của cái con người nghệ sĩ thôi, đúng không? Chứ nó không phải là hồn Hà ngoài đời, đúng không? Hà vẫn chia sẻ đó là trước đây Hà hát về câu chuyện của mình. Còn bây giờ Hà hát để cho khán giả của Hà tìm thấy họ ở trong đó. Hà chia sẻ để cho họ tìm thấy họ ở trong đó. Nhưng mà hầu như tất cả những cái bài hát đau buồn của Hà đến cuối cùng ấy, thì nó vẫn có những cái lối thoát. Thì trong Cô đơn trên sofa cũng vậy thôi. Nó cũng là những người phụ nữ rất là mạnh mẽ. Mạnh mẽ không nghĩa là không cô đơn. Nhưng mà họ cô đơn, họ vượt qua bằng cách nào. Thì Hà muốn là hướng tất cả những người phụ nữ nào mà fan của Hà, những khán giả của Hà, họ cũng sẽ tìm thấy được những cái sự mạnh mẽ đấy để bắt chước. Những cái bắt chước tốt nên bắt chước. Thì nhưng mà như một nghệ sĩ như Hà thì Hà nghĩ là nên có những bài hát thế này thế kia để có thể lan tỏa tới khán giả. Chứ không nhẽ bây giờ hạnh phúc toàn hát bài hạnh phúc, mà mấy bài hạnh phúc nó không bao giờ hit được. Đúng. Rồi một ngày mình nói về tình yêu, một bài rất hay của Châu Đông Qua Hà rất thích, nhưng có hit được không? Không hit. Đúng. Tại vì khi buồn người ta mới nghe nhạc. Và thường thì khi vui người ta nhậu không? Không, buồn cũng nhậu nhiều hơn. Ngoài sofa ra, Hà còn có những khoảnh khắc cô đơn ở đâu nữa không? Cô đơn trên ô tô Hà nghĩ là nhiều nhất đấy. Trên ô tô. Lái xe và luôn trong Hà rất hay lái xe một mình. Hà rất thích cái cảm giác đó. Và đó là cái lúc mà mình sẽ chiêm nghiệm được rất là nhiều thứ trong cuộc sống, hoặc là nhìn ra bên ngoài để mình nhìn thấy từng cái số phận ở ngoài ấy. Mình thấy rất là hay. Hà nổi tiếng từ rất là sớm, khi mới có 15 tuổi. Hay là nổi tiếng trước Hà nữa. Làm nghề là 15, 16 tuổi. Tuy nhiên để được để ý tới thì năm 20 tuổi. Nhưng mà khi mà Hà nghĩ là được nhiều số đông khán giả biết đến thì chắc là từ 25 tuổi trở đi. Bắt đầu được mọi người. Thôi mình hãy quay lại cái khoảnh khắc mà 15 tuổi đi, đúng không? Bây giờ nếu mà được gọi một cái cuộc điện thoại, đúng không, về cho cái cô gái 15 tuổi đó, cái cô gái 15 tuổi tên Hồ Hà đó, tên Hồ Thị Ngọc Hà đó. Thì Hà sẽ nói gì với cái cô đó? Bây giờ Hà mới cảm ơn cái chữ thị này. Theo thần số học, có cái chữ thị Hà mới cân bằng được hết mọi thứ đấy. Chứ nếu Hồ Ngọc Hà không thì còn thiếu sót rất nhiều.
Và nếu mà gọi về thì Hà cũng sẽ nói là cứ làm đến những gì mà số phận sắp đặt thôi, không thay đổi gì cả. Bởi vì nếu có thì nhưng mà Hà nghĩ là nếu mà để cho mọi người không có hiểu lầm thì chắc không ai làm được việc đâu, nên thôi cũng không có sửa đổi gì cả. Bởi vì bản thân của Hà thực ra từ khi còn nhỏ tới giờ Hà không bao giờ, trong tận đáy lòng của mình không bao giờ làm bất kỳ ai buồn. Hà không thích cái điều đấy. Chỉ có là ví dụ như đôi khi mình hơi lạnh một chút, mình hoặc là mình không nói ra những gì mình nghĩ một chút, thì cái người đối diện hoặc là cái người xung quanh họ mong đợi một cái điều khác, có thể ngọt hào ngào hơn từ mình, mà mình lại không làm thì làm cho họ buồn là buồn bởi cái đó, chứ còn chưa bao giờ xuất phát từ trong tâm mình hoặc cái hành động của mình làm cái điều gì để người khác buồn. Nói thần số học hay là bởi vì cái chữ Hồ Ngọc Hà nó bị khuyết, đúng không? Nên là cái chữ Hồ Ngọc Hà khi mà nhắc đến nó sẽ có rất là nhiều những cái chiều kích hơi bị tiêu cực, nhưng mà tự nhiên có cái chữ Thị vô cũng nhìn thấy nó khác hẳn, nó dịu hẳn. Chắc chắn điều này là mọi người sẽ rất là tò mò nè, đó là Hồ Hà bộc lộ cái chữ Thị đó như thế nào với người đàn ông của mình, đúng không? Thì phải đến nhân vật Kim Lý rồi, rồi có hai con sinh đôi và trải qua một mùa Covid ấy, thì cái Thị đấy nó bắt đầu nở ra. Gọi là Thị nở thì đã thị thì là mới bắt đầu biết nấu ăn, rồi dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc, gọi là hết nấc. Đấy, mình mới thấy là hóa ra mình có một tài năng kinh khủng mà mình không biết. Phải đến ba mấy tuổi mới phát hiện ra. Và rất thích cái điều đó. Vì trước đây thì nhiều khi cuộc sống của nghệ sĩ mà suốt ngày bay đi đây đó và ăn uống tùm lum tà la hết trơn, hoặc là về nhà thì có người giúp đỡ, thành ra mình cứ hay vứt nó và mình không hề đụng tới gọi là cái mé phía tài năng nữ công gia chánh kia. Rồi cho đến khi mà tất cả đều phải ở nhà và không có ai giúp đỡ hết, thì lúc đấy mới bắt đầu gọi là bộc lộ hết tất cả những cái tính cách mà Có nghĩa là trước đây mình đã ức chế cái chữ Thị đó vì mình nghĩ mình có thể làm được tất cả. Cắt mình cắt đi. Bây giờ tự nhiên cái trái Thị nó nở ra. Thú vị quá, là tại vì dạo gần đây mình thấy là trong showbiz rất là nhiều những nhân vật trải qua cái trạng thái giống Hà. Ví dụ như Ngô Thanh Vân, đúng không? Là có một lần mình bị mất ngủ thì mình mới mò lên Facebook của Ngô Thanh Vân, tại vì ngày hôm sau là Ngô Thanh Vân ra mắt cái phim Thanh Sói á. Thì mình mò lên xong cái mình vô Facebook của Huy Trần, xong mình thấy một Ngô Thanh Vân rất là khác so với mường tượng của mình, đúng không? Rồi hai vợ chồng vui vẻ nấu ăn rồi đi chơi chụp hình, và mình thấy cái tính nữ của cái người mà lại Ngô Thị Thanh Vân. Ngô Thị Thanh Vân. Thì phải chăng đây là một cái bước nó bắt buộc phải đi qua với bất kỳ người phụ nữ nào ở ngoài kia? Bạn có ức chế cái chữ Thị lâu đến cỡ nào thì một ngày nào đó khi tìm được cái người đàn ông phù hợp thì bỗng dưng nó thành Thị nở. Hà nghĩ vậy. Bởi vì bản năng của người phụ nữ vẫn luôn muốn được chăm sóc người khác. Và thứ nhất là phải có một điều gì xứng đáng để cho mình làm cái điều đó. Lúc nào cũng vậy, đúng không? Mình không có muốn hết sức mình, hết cả trái tim của mình, lòng phèo phổi ra để chăm sóc một điều gì đấy không xứng đáng. Thì cái nỗi đau đấy nó lớn lắm. Và khi mà đến một cái lúc nào đấy mình cảm thấy điều đó xứng đáng, mình thích được làm điều đấy, đặc biệt là với những người như chị Vân hay là bản thân Hà ấy, thì nói thật là va vấp ở trong showbiz nhiều rồi, cũng đã từng yêu nhiều rồi, cũng đã từng được cung phụng nhiều rồi chẳng hạn. Nhưng mà đến một lúc nào đấy mình muốn được là chính bản thân của mình, để chăm sóc và vuốt ve một cái điều gì mà mình cảm thấy nó thuộc về mình. Và mình rất là hạnh phúc vì điều đó. Và đôi khi là người đấy là một phần, rồi cuộc sống đưa đẩy mình, Hà là cuộc sống đưa đẩy một phần nữa. Và hai người chia sẻ với nhau cái công việc nhà đó để làm cùng với nhau, để xây dựng nên một cái mái ấm. Nó rất là hay. Quay lại xuất phát điểm đi, có nghĩa là trước khi cái trái Thị nó thở ra đó, thì rõ ràng là lúc mà Kim Lý vừa xuất hiện
mình tạm gọi đây là một cái true love, một cái tình yêu chân thật để khiến mình có thể bộc lộ hết tất cả những cái gì. Mình gọi luôn đi chứ mình tạm gọi làm chi nữa cho nó mệt. Ok, mình gọi luôn. À, nhưng trước khi nó là true love, mình đâu có biết nó là true love đâu, đúng không? À, thì, đúng rồi. Không. Thì cái điều này nó đòi hỏi rất là nhiều sự cố gắng của cả hai bên, đúng không? Cái sự cố gắng đó, cái sự cố gắng từ lúc mà Kim Lý xuất hiện cho đến khi Kim Lý đưa cái nhẫn cầu hôn, cho đến khi Kim Lý làm bật ra cái chữ thì nở, thì cái sự cố gắng của hai người nó đã diễn ra như thế nào? Có một ai phải cố gắng nhiều hơn người kia không? Có chứ. Đặc biệt là hai ngôn ngữ khác nhau và hai văn hóa hoàn toàn khác nhau. Thì Hà thì nói thật là sau anh Đức Chí thì không có đụng ai tới nghệ sĩ hết á. Bởi vì mình thấy một người nghệ sĩ là đủ rồi, một người bay bổng là đủ rồi. Cho đến khi anh Kim ra nhiều bộ phim này kia, nó thật hại cũng chưa bao giờ xem phim của anh Kim. Và Hà cũng thú nhận cái điều đó. Cho nên là Hà cũng không có để ý, để tâm tới cho. Nhưng mà có một cái câu chuyện rất là vui giữa Hà và anh Kim, đó chính là Hà thì không bận tâm tới anh Kim Lý, anh chắc anh cũng chả bận tâm tới Hà. Nhưng trong nghề mà, thì mình cũng phải nghe tên đâu đấy biết. Thì khi mà Hà quay cái MV Destiny á, thì ekip của nó là thôi cái MV này cũng vui, chắc mời Kim Lý hợp. Thì Hà MV tên Destiny. Hà mời anh Kim. Thì lúc đó anh Kim đang ở trong một mối quan hệ. Ông Kim ông rõ ràng cái chuyện đó. Thì ông sẽ nói là Kim không có làm được, Kim xin lỗi, Kim thế này thế kia. Ok, rõ ràng mọi thứ vậy. Thì Hà làm việc với một người khác. Nhưng mà đến khi anh Kim làm cái bộ phim Vệ sĩ Sài Gòn đó, thì mời Hà đóng. Thì mình kiểu ngày xưa trẻ mình hay thù vặt ấy. À, mày từ chối tao rồi, tao từ chối lại. Thì Hà bảo ok, gửi cái bản đi coi xem thử sao. Đến khi hẹn ra đến kia thì Hà bật vô âm tính, không trả lời cũng không gì, bởi vì thực ra cũng không hứng thú lắm. Thì hai bên cũng có một cái sự thù vặt nhau là sao lại có thể mất lịch sự như thế nhỉ, mời mà không trả lời. Xong rồi đến khi bẵng một thời gian dài sau nữa thì anh Kim cũng có gặp Hà một vài lần, nhưng mà Hà cũng không có nói chuyện nhiều. Cho đến khi quay cái Cả Một Trời Thương Nhớ, thì đó là một cái câu chuyện về tình yêu. Mà Hà thì luôn gặp khó khăn trong câu chuyện là mời nam diễn viên nào đấy ở trong MV của mình. Cho nên Hà hay mời các bạn Tây ấy, để cho khỏi hiểu gì nhau hết trơn á, chỉ cần quay xong là thôi. Vậy là kiếm diễn viên nam cao cỡ Hà cũng khó lắm. Thì đó. Rồi cái gương mặt của Hà nó cũng hơi đàn ông ấy, nên là phải kiếm anh nào đàn ông hơn mới phù hợp. Xong rồi lúc đó thì tìm mãi không ra được anh nào. Vĩnh Thụy thì cũng đã quay rồi ai cũng quay hết trơn rồi. Thì một cái lúc người... đó Hà không biết mình ha. Ổn. Thôi tiếng đi, xin lỗi. Thì một người bạn của Hà bảo mời anh Kim Lý đi. Thì trong lòng Hà nghĩ nữa, mời mà nên bảo không nữa thì đội quần. Xong lúc đấy Hà mới là ok thôi, bởi vì có những cái con người khi mình nhắc tới á, thì mình sẽ nghĩ được là mình có thể đóng những cái cảnh đấy với nhau, nhưng có những con người nhắc tới mình sẽ cảm thấy là nó không có cái chemistry giữa hai người, mình không làm được. Rồi thì mình sợ quê mà, mình phải giao trước, tôi đang có cái dự án này đó. Nếu lần này anh tiếp tục nói không, có nghĩa là sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa. Mà thực ra trước giờ có bao giờ nói chuyện với nhau đâu mà rào cái câu du duyên. Không, mới nghe thấy du duyên thiệt. Và liền. Liền, và cho nghe bài hát liền và thế này kia, rồi cuối cùng là nhận lời. Thì có nghĩa là gì? Cái duyên nó tới đến lúc đó thì nó mới phải tới. Chứ còn trước đấy mà cho dù hát cái bài có tên là Định Mệnh đi nữa thì nó cũng không phải là định mệnh, nó cũng không thể nào tìm tới được với nhau. Thật ra nó phải chính xác là vậy. Khi người ta đã để ý mình rồi thì dù mình nói một câu vô duyên, người ta cũng thấy chà, sao mà là có duyên thế, đúng không ạ? Và cuối cùng thì gặp nhau, và khi mà gặp nhau thì cả hai đều đang độc thân một thời gian dài. Thì khi gặp nhau thì nói thật lòng là cũng chưa có gì cả đâu. Nhưng khi mà gặp rồi quay phim rồi nói chuyện sau đấy
rồi thì mới bắt đầu là tìm hiểu nhau để quen nhau. Và sau đó là hai người bước vào giai đoạn là cả một trời thương nhớ, đúng không? Và cũng không nghĩ là đi xa đến tận lúc này luôn á. Hồi nãy Hà nói là Kim Lý từ chối Hà bởi vì Kim Lý đang trong một cái mối quan hệ nên là tránh sự nhạy cảm. Nghe câu đó là tích liền. Thật ra là bây giờ không có nhiều người đàn ông làm được cái việc đó nhưng đâu. Nhưng mà làm diễn viên vậy thì thôi, nghỉ làm diễn viên luôn đi cho rồi chứ, đúng không? Không. Như Hà nói, đúng không? Mình phải tách biệt giữa hai con người là con người nghệ sĩ với con người ngoài đời. Trong cái khoảnh khắc đó biết đâu cái con người ngoài đời của Kim Lý mạnh hơn. Đúng không? Kim Lý không muốn... Thì cho nên bây giờ anh ấy cũng xây dựng cái hình ảnh là nhà sản xuất hơn là một diễn viên. Bởi vì thực ra cũng đã từ chối khá là nhiều những cái dự án về chuyện gọi là những cái bộ phim về tình cảm. Anh thích đóng một là phim hành động, hai là làm nhà sản xuất. Hiện tại thì cũng đang là nhà sản xuất của bộ phim Sympathizer kết hợp cùng với HBO. Thành ra là Hà cũng rất là ủng hộ cái vai trò đấy của anh Kim Lý, vì thứ nhất nó phù hợp thời gian dành cho gia đình và công việc, nó có thể cân bằng được với nhau. Tuy nhiên quay trở lại cái câu hỏi lúc nãy của anh Bình về cái chuyện là ai hy sinh nhiều hơn, thì Hà nghĩ là anh Kim là người hy sinh nhiều hơn trong câu chuyện này, thì mới có được cái sự cân bằng. Vì anh thấu hiểu là những người phụ nữ như Hà ấy, kiểu bị phải mạnh mẽ quen rồi ấy, rất là khó để thuần chủng lại, trở lại một cái cô Hồ Thị Ngọc Hà. Nhưng khi mà chứng minh được rằng anh đã hy sinh đủ lớn, anh là một cái người làm tôi cảm thấy bình yên, anh là một người làm tôi tin tưởng, thì tự dưng cái bọn như Hà ấy, nó tự quay ngoắt lại và trở thành một cái cô rất là thị đấy. Chứ không cần phải ai uốn nắn hay là hy sinh gì cả. Vì đôi khi càng uốn nắn thì cái chữ thị nó lặn càng sâu hơn, đúng không? Càng cố biến mình thành một tình yêu, nó là vậy. Giống như là đôi khi á, mình yêu một người nhưng thật ra mình không có yêu cái con người đứng trước mặt mình, mà mình yêu cái phóng chiếu trong lòng mình ra, mình muốn người ta như vậy. Xong cái mình gò cái con người này thành cái thứ mà mình muốn, xong rốt cuộc một hồi là nó cũng tan nát hết. Rốt cuộc là có nghĩa là tính ra là anh Kim đã nhìn thấy cái chữ thị nhỏ xíu như cây kim ở trong người Hà, và rốt cuộc là anh đã thành công trong việc moi nó ra. Ông thành công nhất đó là không chấp Hà một cái gì cả. Không chấp. Bởi vì ông biết cái độ điên của mình, nói đó rồi quên đó. Nên khi mà chấp á, thì sẽ không bao giờ vượt qua được. Nhưng khi không chấp thì sẽ thấy mình dễ thương. Và những cái mà mình cứ phải gồng lên, khó chịu, khó tính đấy, buộc nó phải diễn ra thôi. Nhưng nó thực ra bản chất mình là một cái người rất là dễ thương, không có vấn đề gì cả. Thì ông nhìn xa hơn được, thành ra là mới có thể cái mối quan hệ có thể đi xa với nhau được. Hình như là cái background, cái gốc, cái thời gian sống ở Thụy Điển nó cũng ảnh hưởng, đúng không? Hình như là người Thụy Điển rất là có một cái tư duy rất là khác so với lại là họ rất là Hà thấy và là đọc được là cái người Bắc Âu họ rất là trân quý cái tình cảm gia đình. Hơn nữa là họ sống ở đó thì nó cái cuộc đời bình lặng và êm ả lắm, không có tấp nập như mình như ở đây đâu. Thành ra chắc cũng có thể vì vậy mà một cái người ở xứ rất lạnh đến với một cái người ở nơi rất nóng có thể hợp nhau. Nãy Hà nói là mời đóng phim Vệ sĩ Sài Gòn và Hà đã từ chối, đúng không? Kêu gửi kịch bản đi, nhưng mà thật ra là gửi kịch bản cho vui thôi, chứ không có hành động đâu. Thì mình cũng biết rất là rõ điều này bởi vì mình làm phim. Mình đã biết là Hà đã từ chối rất là nhiều những cái kịch bản gửi tới Hà. Là vì sao vậy? Là vì vì thời gian quay phim quá lâu không được gần con, hay là vì cực quá? Làm cực, phim cực quá hả? Cực ở một cái khía cạnh là Hà thấy các những người làm phim nói chung ấy, và diễn viên nói riêng, nghĩa là đạo diễn cũng vậy, họ phải rất là khổ cực để có được một kịch bản, rồi biên kịch để tạo nên một cái câu chuyện một bộ phim, rồi đi quay ngày quay đêm. Nhưng liệu cái kết quả như họ mong muốn hay không thì không ai có thể nói trước được. Và chắc anh Bình cũng biết là phần trăm mà để bị chê bai hoặc là bị thất bại nó rất là nhiều so với những bộ phim đại thành công. Nên là Hà vô cùng thương mọi người, mà Hà thì đã đi qua đấy 20 năm trong nghề rồi. Thành ra bây giờ để bảo đóng một bộ phim nghệ thuật hay là một bộ phim gì đấy, hoặc là một cái hình ảnh nào đấy mà khi mọi người nhìn trên một cái màn hình đấy, mọi người không tưởng tượng ra được đấy là một Hồ Ngọc Hà, nó cũng khó. Công nhận. Hà không chọn được một cái kịch bản nào để mà cảm thấy là
mình sẽ đạp đổ hết tất cả những gì mà trước giờ mình xây dựng để xứng đáng vào trong một cái vai diễn đó. Nhưng nếu có đi nữa, liệu khán giả có thích hay không, bộ phim có thành công hay không? Thành ra với những câu hỏi đấy tôi Hà không trả lời được, nên là không dám nhận lời. Hà không dám nhận lời ai, chứ không phải là chảnh chọe không nhận lời ai. Hà nói đúng. Là bởi vì 20 mấy năm ở trong nghề đó, cái hình ảnh Hồ Hà nó khắc rất là sâu vào trong cái suy nghĩ của mọi người. Rất là khó để rửa ra. Nói thí dụ như cái phim Mai mà mình đang làm với Trấn Thành nè. Rất là muốn mời Hà vô, nhưng chính Thành cũng nói là Hà quá đẹp và quá sang cho cái vai đó. Mà để mà bắt Hồ Hà phải gột rửa cái sự sang và sự đẹp đó thì làm sao mà làm được. Rất là khó để khán giả tin rằng cái người mang tên Hồ Ngọc Hà đó là nhân vật. Thì đó, điều đó nó chứng tỏ một lần nữa, nó chứng tỏ là cái sự nỗ lực của Hà trong suốt mấy chục năm trong showbiz này để giữ mình cái vị thế ngày hôm nay, thật sự đây là một cái nỗ lực rất là đáng trân quý. Và nhưng trước đó Hà từng là một người mẫu, từng là một diễn viên, từng là một ca sĩ, có nghĩa là những cái vai trò ở trong showbiz Hà đều đã kinh qua hết rồi. Thì dường như là Hà vẫn cảm thấy thoải mái nhất khi là một người ca sĩ. Hà nghĩ vậy. Bởi vì ca sĩ nó cũng, thứ nhất là mình có thể tự quyết định được cùng với một cái ekip nhỏ của mình, dự định bài gì, phong cách như thế nào trong quãng thời gian đó. Rồi mình làm chủ được nhiều hơn so với việc là mình sẽ phải làm cùng với một, gọi là một nhóm lớn. Trong phim thì mình không thể quyết định, là một diễn viên mình không thể quyết định được điều đó. Thì với cái tính cách của Hà thì Hà nghĩ là Hà nên làm một cái việc gì mang tính độc lập thì sẽ tốt hơn. Vì ví dụ thôi, đi chạy chương trình Hà lúc nào cũng tới để cho biết là cái sân khấu như thế, đội hình mình sẽ là như vậy, nhưng không bao giờ Hà làm hết lòng. Cho đến khi Hà lên diễn, Hà mới biến thành một con người khác. Thì ngay cả cái việc đóng phim cũng vậy, bây giờ mà bảo quay thử nhá, hoặc là Hà đi đóng quảng cáo chẳng hạn, quay thử nhá, là Hà chỉ có thử cho có vậy thôi. Nhưng phải nói với Hà thật thì Hà mới làm thật. Mình bị bản năng và mình bị như vậy rồi á, thành ra Hà tự nghĩ rằng là Hà không làm diễn viên được. Làm diễn viên mà ông đạo diễn ông kêu quay đến take thứ 8 là thôi đừng ngồi đó. Là bắt đầu rồi. Thái độ. Thì làm sao mà quay? Không, thí dụ thái độ. Mặt xị ra hiểu, nói không nghe nữa, bắt đầu thái độ. Bảo khóc đi, không khóc thì bây giờ không nhẽ giết nhau ở đấy. Mấy chục năm làm nghề, tất nhiên bên cạnh việc cố gắng để đẹp thì mình phải cố gắng để trau dồi cái giọng của mình, cái giọng của mình càng ngày càng hay hơn. Thế mà đến suốt một thời gian người ta vẫn cứ gọi Hà bằng cái biệt danh của cái cuộc thi mà Hà thi, hình như nó có cuộc thi là người đẹp hát đúng không? Mà cuộc thi tức là một chương trình, ngày xưa là chương trình. Thì đến bây giờ khi mà nghĩ về cái lời gọi đó, người đẹp hát đó, Hà cảm thấy như thế nào? Thật nhỉ? Đúng là có những khi phong độ của mình rất tốt, có những khi phong độ của mình chưa được tốt. Mình cũng rất là cố gắng, và mình cũng phải hiểu là thế này này. Hà không phải là một giọng hát trời sinh mà oang oang oang, mà khỏe mạnh, hay là gọi là giọng hát quốc dân ấy. Nghe cái là thấy khỏe liền, hay liền. Hà phải đặt đúng chỗ, trong một cái khán phòng nhỏ, trong những cái sự thủ thỉ, một chút blues jazz thì chắc chắn đấy mới là Hà. Bởi vì Hà nói thật là Hà đã từng học nhạc và Hà có được cái cảm nhận âm nhạc đấy ở bên trong. Tuy nhiên vì dòng đời đưa đẩy mà Hà phải chuyển sang pop ballad, hay là chuyển sang những cái bản dance để trình diễn, để có thể đi diễn nhiều hơn. Chứ bây giờ mà Hà vẫn đi theo cái con đường mình yêu thích là blues jazz, soul một chút ấy, thì chắc Hà đang ở đâu đấy rồi. Nhưng đấy mới là Hà. Chứ Hà không phải là ở ngoài sân vận động. Sân vận động chỉ nhảy thôi, chứ còn nếu mà để một cái giọng hát của mình ra đấy thì thua. Và Hà nhìn rõ được cái điều đó. Thành ra Hà không bao giờ, Hà thấu hiểu được cái câu chuyện người ta chê, người ta trách. Hà rất hiểu. Bởi vì mình không đạt được như những cái gì mà họ thích mà. Ví dụ anh thích một cái giọng hát êm à, hay là anh thích một cái giọng hát thật khỏe, thì Hà không thể cấm được cái điều đó. Tuy nhiên Hà không đáp ứng được mọi thứ mà anh mong muốn, nên là cái chuyện mà có những cái lời ra tiếng vào là chuyện hoàn toàn bình thường. Tiết lộ với Hà là
một trong những cái album yêu thích nhất của mình, mình mua rất là nhiều giấy gốc nha, là cái album mà Hà hát chung với Đức Tuấn. Ừ, Ảo Ảnh. Yeah, và Ảo Ảnh Yêu Trong Ánh Sáng, kiểu vậy. Thì nghe rất là thích. Và đó chính là cái chất nhạc mà Hà đã thích, đúng không? Và cứ mỗi lần mà Hà được hát những cái bài hát nhịp 6-8 hay là một chút blues, jazz hay là funky thì Hà cảm thấy nó chính là mình. Đó là lý do vì sao mà ngày xưa Hà đi một cái quãng đường khá là dài cùng với nhạc sĩ Đức Trí ấy. Bởi vì anh Trí anh làm những cái bài hát đấy, Hà nghĩ là anh cũng thích khi mà Hà thể hiện những cái bản đấy. Hà có nghĩ một ngày nào đó mình sẽ... Hà sẽ nghĩ trong một cái thời gian tới, bởi vì hiện tại bây giờ cái trào lưu của rap, ví dụ như ngày xưa rock chẳng hạn, Hà slow rock Hà vẫn có thể chơi được chẳng hạn. Bởi vì cái kiểu những cái dạng slow rock hay là blue jazz nó phải thấm đẫm cái nỗi buồn ở trong giọng hát ấy, thì mới có thể thể hiện được. Còn nếu mà để nói pop ballad thì Hà thua. Hà chỉ đạt được cái độ buồn thôi. Chứ còn mà để thánh thót nhẹ nhàng đưa đẩy mọi người theo cái cảm xúc của cái giọng hát, Hà không làm được. Ông trời không cho Hà cái thanh quản đấy, chứ không phải là Hà không cố gắng. Tuy nhiên mà để cất lên một cái mà nghe mà nó buông rười rượi thì Hà làm được. Thì cái đó là vì trời cho thôi. Đấy, thì thành ra là Hà hy vọng là cái đam mê và đúng cái sở trường của mình ở những cái dòng nhạc đấy, một vài năm nữa biết đâu nó quay trở lại, nó thịnh hành ấy, Hà sẽ làm. Và Hà là một người, một lần nữa Hà là người làm việc rất là chăm chỉ. Ngoài công việc kinh doanh thì Hà đó vừa ra một cái sản phẩm và dường như là Hà đang ấp ủ cho một cái sản phẩm mới, đúng không? Đó là cái chuỗi Love Songs của Hà. Hiện đã đi được Đà Lạt và sắp tới thì chắc là hy vọng là trong thời gian mà phát sóng đây thì Hà sẽ làm tại Đà Nẵng và tất cả những cái tỉnh thành, những cái vùng miền gọi là những danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Vì lần đầu tiên Love Songs được đi du lịch nên là Hà cũng mong muốn là ấp ủ là đi được càng nhiều nơi càng tốt. Anh cũng biết là một cái show mà mang đi nhiều nơi thì nó rất là tốn kém. Nhưng mà tốn kém là một chuyện, mà mình làm sao để người ta bỏ công, bỏ thời gian, tiền bạc tới đó để ngồi rồi thì phải xứng đáng với cái thời gian của họ. Chắc là Hà, cô bé Hà năm 15 tuổi sẽ không có mường tượng được hồn Hà của hôm nay. Tại vì như Hà nói là Hà rất là go with the flow, đúng không? Chuyện gì đến thì mình sẽ nương theo đó. Nhưng đó, sau khi có con, sau khi sinh đôi thì Hà đã là một con người khác với nhiều những cái nỗi sợ hơn. Những cái kế hoạch nó bắt đầu nó ngắn lại hơn. Vậy thì Hà có nhìn thấy một cái bức tranh của hồn Hà sau đây 10 năm nữa sẽ là một hồn Hà như thế nào? Hà hy vọng là Hà vẫn keep in shape. Và Hà nghĩ chắc lúc đấy Hà sẽ đầm đẻ hơn nhiều nữa. Bởi vì trong cái thời gian qua thì Hà cũng hay nghiên cứu, cũng như là hay đọc và lắng nghe tất cả những cái bài về lòng biết ơn ấy. Thì tự dưng mình thấy cả một quãng tuổi trẻ cho đến bây giờ mình không bộc lộ cái điều đó, nhưng mình sống theo cái hướng đó. Điều gì xảy ra với mình cũng đều cảm ơn hết đó. Nhưng mà mình chưa bao giờ để tâm tới và nhắc tới nó, chưa bao giờ để tâm và nhắc tới nó một cách gọi là chuyên tâm về nó. Thì bây giờ Hà chuyên hơn, thì Hà nghĩ 10 năm nữa chắc biết đâu Hà sẽ là cái người truyền tải được nhiều những cái thông điệp mà bình yên như thế đến với mọi người hơn. Hơn là hát thất tình. Đúng. Mình tới cái tuổi mình nói tới cái tuổi nghe buồn quá ha. Tới một cái lúc mà mình nhận ra cái điều mà Hà vừa nói chính là cái lòng biết ơn đó. Mới ngày hôm qua thôi, có một cái câu chuyện như thế này để kể cho Hà nghe. Là có một cái cô bé bị ung thư. Cô bé nhưng chỉ có 11 tuổi thôi. Bé tên là Đặng Thùy Trâm. Là bởi vì gia đình bé rất là nghèo, không? Gia đình bé rất là nghèo và mong muốn đàn con của mình nó sẽ có một cái cuộc đời khác đi, nên mới đặt tên cho con là Đặng Thùy Trâm. Bởi vì Đặng Thùy Trâm là một cô bác sĩ. Thì cái cô bé này, cái ước mơ của cô bé rất là giản dị, đó là muốn mình lớn lên được làm một người bác sĩ để có thể chữa bệnh cho những cái em bé nghèo khác. Bởi vì bản thân bé cũng là một bé nghèo. Thì sau một cái thời gian chiến đấu thì bé không có qua khỏi á. Thì có một cái cô giáo này là cô giáo dạy chữ cho bé ở trong bệnh viện thôi.
thì cô giáo mới quyên được một cái số tiền nhỏ, và cô giáo đi về quê cô bé để trao lại cho ba mẹ để làm cho bé một cái đám ma tương tất đó. Ừ. Thì cha mẹ của bé nhất quyết không nhận cái số tiền đó, nhất quyết không đụng vào số tiền này, và cha mẹ của bé nhờ cô cầm cái số tiền này mang ngược trở lại bệnh viện để cho những cái bé còn sống khác. Ừ. Và ba mẹ của cô bé một lần nữa nói cái điều mà Hà vừa nói, đó chính là cái lòng biết ơn. Biết ơn hai thứ, biết ơn vì những người xa lạ lại nghĩ về gia đình của mình, và thứ hai là biết ơn rằng con của mình nó đã được sinh ra và nó đã có 11 năm sống trên đời của mình. Ừ. Thì nếu như mà mình thực hành cái lòng biết ơn này, biết ơn cả những cái người mà họ mắng mình, biết ơn cả những người họ chỉ trích để cho mình tốt hơn, biết ơn cả những cái đổ vỡ tình cảm sóng gió, bởi vì tất cả những thứ đó nó đang kiến tạo con người mình mà. Thì thực ra khi mà mình biết ơn được như thế, Hà nghĩ rằng là tự dưng mình thấy cuộc đời nó nhẹ nhàng lắm. Thế mình mà càng cứ suốt ngày cứ rất là tiêu cực, trách móc cuộc đời ấy, thì những cái điều nó cứ xuất hiện bên cái cuộc đời của mình mãi. Thì anh cứ tiếp tục cái câu chuyện mà anh nói đi, Hà chỉ đang muốn bồi đắp thêm được cái điều lòng biết ơn nó vô cùng quan trọng như thế nào. Không thì thật ra những đứa bé, những đứa con nít đó, nó dạy cho mình rất là nhiều, đúng không? Mình cứ nghĩ là mình dạy cho nó, mình uốn nắn nó, nhưng không, thật ra là một cái đứa con nít chỉ cần nó sống theo cách nó sống, nó lớn lên thôi, bỗng dưng nó dạy cho mình rất là nhiều thứ. Nó dạy cho mình về lòng biết ơn, và nó dạy cho mình về cái tinh thần lạc quan. Mình rất là hay vào bệnh viện ung bú thăm mấy đứa trẻ nhi nó bị ung thư đó. Thì mà vừa sinh ra mà đã bị ung thư rồi thì khổ sở biết là dường nào, mình sẽ nghĩ là tụi nó rất là đau đớn, đúng không? Hà nghĩ khi mà Hà cũng đã từng đọc trong một cái câu chuyện là ông cũng từng nói là mình phải biết ơn những gì mình đang có, bởi vì những cái điều đấy ấy, nó quý giá lắm. Còn những cái chuyện mà đã xảy ra ấy, thì ai cũng phải trải qua những cái khó khăn trong cuộc sống, ai cũng phải làm cái việc là phải trải qua việc những cái việc đó rồi, nên mình phải khởi lên được cái lòng biết ơn đấy để mà trân trọng những cái gì mình đang có. Mà Hà nghĩ cũng đúng là khi mình viết xuống hoặc là mình nghĩ tới những cái điều tốt đẹp ấy, tự dưng mình quên hết tất cả những cái mà không tốt đẹp nó đang xảy ra, thì mình cảm thấy mọi thứ nó nhẹ nhàng lắm. Mình cũng không có chấp nhặt một cái gì, ai nói gì cũng được, không sao. Ừ, đó. Thì cũng đã một tiếng trôi qua rồi, thôi mình uống miếng trà. Kính thưa quý vị, hôm nay rất là bất ngờ vì cuộc nói chuyện ban đầu từ showbiz sóng gió rồi nó kết thúc bằng cái lòng biết ơn rất bình yên. Rất bình yên thì sẽ đến một cái lúc nào đó, né cái chữ tuổi ra ha, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng cái lòng biết ơn nó rất là cần thiết. Và nếu như các bạn trẻ có thể tập được cái chuyện này sớm chừng nào thì mình sẽ tránh được những cái drama, những cái sóng gió, và thậm chí ngay cả khi cái nỗi buồn nó đến, mình cũng thấy nỗi buồn nó rất là đẹp vì nó kiến tạo nên con người của mình. Và cũng biết ơn vì hôm nay Hồ Hà sau một cơn bệnh đã tới đây và vẫn đẹp, đẹp hoài như thường lệ, cho chúng ta một cái cuộc nói chuyện rất là thú vị. Và cũng biết ơn quý vị thính giả đã lắng nghe đến tận phút này, đến tận phút cuối cùng trong một cái chương trình nó rất là mới, và với một cái người dẫn chương trình không có chuyên gì cả. Một lần nữa rất là cảm ơn Hồ Hà đã tới đây. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các độc giả của kênh 14 đã cùng đón nghe buổi trò chuyện này. Cũng cảm ơn anh Bình Bồng Bột. Chắc cũng hết bồng bột rồi nhỉ. Không biết tại sao lại có nickname Bình Bồng Bột nữa nhỉ. Thế phải nói thêm à? Ừ, okay. Chút xíu thôi. Cái này mình gắp vào giữa. Cái nickname Bình Bồng Bột này nó xuất phát từ một lý do rất là bồng bột. Đó là mình có một cái, ngày xưa mình chơi thân với một người bạn, bạn này tên là Hoàng Hối Hận. Không, bạn này tên là Đinh Đức Hoàng, nhưng mà bạn có một cái nick Facebook tên là Hoàng Hối Hận. Thì mình mới, lúc đó mình rất là thích bạn, rất là quý bạn, thì mình muốn ăn theo Hoàng Hối Hận, nên mình đổi tên Facebook của mình thành Bình Bồng Bột. Thì một thời gian á, Mark Zuckerberg bắt đầu trổ máu độc tài ra, bắt đầu bắt tất cả mọi người phải xem thật. Sau một đêm tất cả những cái nickname dễ thương, gà béo, mèo con này kia thành Nguyễn Thị Tèo, rồi Nguyễn Văn Bảy, không ai được dùng nickname nữa. Họ bắt mình phải nộp chứng minh nhân dân thì mình không có nợ.
mình không có scan chứng minh nhân dân, mình nói là no, cái tên đó, cái biệt danh đó, nó là cái identity của mỗi con người. Thì giống như ở Việt Nam chẳng lẽ bây giờ bắt Suboi xài tên thiệt nghe rất mắc cười đúng không? Mẹ của tôi gọi tôi là Bình Bồng Bột, bạn gái tôi gọi tôi là Bình Bồng Bột, đồng nghiệp tôi gọi tôi là Bình Bồng Bột, độc giả của tôi gọi tôi là Bình Bồng Bột, thì cái việc này có gì sai, tại sao lại bắt tôi đổi tên? Thì họ cũng trả lời đây là policy của chúng tôi, nếu như mà anh không theo thì chúng tôi buộc phải ban cái tài khoản này vĩnh viễn. Thì mình cứ trao đổi email một hồi thì kiểu như nó thấy thằng cha này nhiều chuyện quá, lì quá, lì quá. Nên nó để luôn cái nick Bình Bồng Bột từ đó đến giờ, và đến bây giờ mình vẫn giữ được cái nick đó. Vậy là một quyết định rất bồng bột mà cuối cùng lại có đúng thể rồi. Có được một thương hiệu. Đúng rồi. Thật ra thì mọi người ít nhất mọi người biết đến mình là một thương hiệu. Mà mình cũng cảm thấy là mình rất là may mắn, bởi vì Hoàng không còn hối hận nữa, nhưng Bình thì vẫn bồng bột. Tại vì mình thấy bồng bột có gì đâu sai, đúng không? Khi mà đi cãi nhau trên mạng á, cái tên mình nó rất là có lợi, bởi vì khi nếu có cãi nào sai thì người ta sẽ thấy là thôi thằng này nó bồng bột, nó nói vậy thôi. Đúng rồi. Còn nếu như thằng nào mà nó nói nghe cái tên bồng bột là biết không ra gì rồi, thì mình biết mình không nên cãi nhau tiếp với cái thằng đó. Vì nó rất là mất thời gian. Và khi mà ông Steve Jobs ông nói cái câu là hãy luôn luôn dạy khờ đó, thì để người ta hỏi ông là tại sao lúc nào ông cũng tiến lên và tạo ra những cái sản phẩm đột phá, thì ông nói là hãy luôn luôn dạy khờ đó. Thì mình nói dạy khờ đó chính là bồng bột chứ còn gì nữa. Thì thật ra nếu như mà mình có thể bồng bột được đến năm 70-80 tuổi thì cũng tốt mà. Đó là lý do có cái tên bồng bột. Một lần nữa cảm ơn anh Bình. Một lần nữa Bình Bồng Bột và Hồ Hà cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe.